Starlight cũng là một con xe khá được ưa chuộng ở meta hiện tại, bởi vì cái lượng nitro nó hồi rất là nhiều. Xe này sẽ có hai dạng nhộng sao và bướm sao. Khi các bạn ở dạng nhộng sao, mình đang ở dạng nhộng sao đầu trận đấu này, nó hồi nitro rất là nhiều. Và sau 6 lần các bạn sử dụng nitro thì các bạn sẽ chuyển sang dạng bướm sao. Còn 2 lần nữa sử dụng nitro nữa, chúng ta sẽ chuyển dạng. Mà các bạn, đặc biệt các bạn sẽ thấy khi chuyển dạng là nó sẽ cho một lượng nitro rất lớn, hơn một bình nitro luôn. Và đặc biệt một khi các bạn đã qua bướm sao rồi, con xe nó sẽ rất là mạnh, tốc độ lần hai này đợi tốc cũng rất là gắt. Và từ sau lần đầu trở đi, các bạn còn mở thêm một tiệc kỹ nữa là thời gian tăng tốc của xe sẽ cộng thêm 1,5 giây nữa. Con xe nó phải nói là rất nhiều ưu thế, từ khả năng tăng tốc lâu nè, ở tốc độ cao nè, đẩy tốc hồ nitro nè, rất là toàn diện. Và thêm một cái điều nữa khiến rất nhiều bạn yêu thích con xe này, đó là một xe hầu như là đẹp bậc nhất trong dòng xe A, với hai dạng bướm sao và nhộng sao rất là hoa mỹ. Dẫn đầu ở dòng A hiện tại thì vẫn là Văn Phách nha các bạn. Thật sự tất cả người chơi trên Switch Mobile đều muốn sở hữu con xe này rồi. Con xe quá khỏe đi. Khi rơi vào tay Pro thì nó như một cái cỗ máy hủy diệt. Còn đối với những tay đội yếu thì đây là một cái con xe nó gánh trình cực kỳ mạnh, với cái lượng boost cực kỳ dồi dào. Không giống những F1 Quick, chúng ta phải tích từng boost rất là cực. Còn con này thì vô tư, khi các bạn tích đầy nitro là cho một cái lượng boost vừa là bấm mỏi tay luôn đấy. Còn nitro nữa, nitro thì tích xuyên cây, quá nhiều ưu điểm đi. Và đặc biệt cái con băng phách này nó rất hiệu quả trong thực chiến, tông lộn mà là không ngán xe nào hết, không có sợ mất boost hay là mất nitro gì hết. Quá nhiều đi, có sẽ là rất là lâu nữa mới có thể một con xe trong dòng A sẽ đánh bại được băng phách. Băng phách bây giờ là thống trị rồi, đến mức các người chơi đã đổi tên game thành Băng Phách Mobile luôn rồi. Bước qua dòng T, chưa nói về cái skill xe thì từ cái sức mạnh cơ bản như tốc độ, khả năng thu khí rồi là nó vượt trội hơn dòng A rồi, nên nó mạnh hơn là cũng điều đương nhiên. T2 này thì cũng có skill hồi nitro, cũng có tốc độ rất là mạnh, nhưng mà cái điểm mạnh nhất của T2 này là cái ISO này. Khi các bạn kích hoạt lên thì cái thời gian tăng tốc nó cộng đến gần 8 giây luôn, nó sẽ tạo ra những cái quãng đường tăng tốc rất là dài, gọi là như hách luôn các bạn ạ. Đây là một điểm siêu bá đạo của T2, chạy rất là nhàn, cần kích hai cái ESO là hết map rồi. T2 thì nó xếp cuối dòng T do cái skill boost tốc của nó gọi là nó không có mạnh lắm, nó phải từ từ, nó phải cộng dồn từ từ nó mới mạnh. Mấy skill mà boost tốc cơ bản của những con T khác thì nó khỏe hơn, nhưng mà ở những cái map mà tận dụng được cái ESO của con T2 này này, con T2 này sẽ nhỉnh hơn nha. Những map gọi là đường thẳng nhiều mà phải đường trường nữa nha, thẳng nhiều mà đường trường á, nó mà gọi là được ưu điểm của nó. T3 ngộ không thì chùm vào tăng tốc hiện tại rồi các bạn. Khi bạn chạm vào đầu tiên là có nitro để phóng rồi. Và khi các bạn ở trên vạch thì cái lượng tốc độ cộng thêm các bạn cũng nhỉnh hơn xe khác. Và có một cái điều rất là hay của T3 là các bạn có thể sử dụng nitro kể cả ở trên vạch nha. Đây là một cái điểm rất là cực kỳ bứt phá luôn đấy. Để T3 thì ít người ta sử dụng ESO T3 lắm. ESO T3 nó sử dụng được có một vài map thôi, bởi vì cái ESO nó kích hoạt lên thì phải là cái map gọi là cái vạch tăng tốc nó liên tục luôn á thì cái ESO nó mới dùng được, chứ có một vài map như vậy thôi. Hầu hết kể cả map vạch tăng tốc thì người ta vẫn dùng cái ESO bắn này là chủ yếu nha. Nhưng mà T3 nó không mạnh vì cái ESO,
nó mạnh vì cái skill nó quá khẽ đi, đến mức mà không cần và tăng tốc luôn nó vẫn mạnh, bởi vì nó có skill hai lần sử dụng nitro, nó boost rất nhiều tốc cũng như đẩy tốc hồi nitro nữa. Hai lần sử dụng nitro này nó phát động liên tục à. Riêng về cái điểm skill cơ bản này nó đã Endus T2 rồi. Dường như là game đang muốn tạo ra một con xe và tăng tốc không thôi, nhưng mà vô tình là tạo ra một con xe chạy all map siêu mạnh. Vẫn là T1 ở ngôi vị dẫn đầu. Đã ra thêm hai con T nữa rồi nhưng vẫn chưa có thể đánh bại được T1. Chỉ đánh bại ở T1 ở một số map thôi. Còn hầu hết các map thì nếu mà nói về số lượng map thống trị thì T1 vẫn đang dẫn đầu. Bởi vì skill T1 là nó thiên về map B. Hiện tại map B là nhiều nhất trong Jinsebit này luôn á. Hầu như map nào cũng gần như có sẽ có những đoạn B mà T1 nó sẽ phát huy được cái sức mạnh của nó. Và ECO của nó nữa. ECO của T1 là khi kích hoạt nó sẽ hiện boost liên tục. Một cái ECO mà được dùng nhiều nhất nữa, rất là dễ sử dụng. Ta boost lên hiện boost thì chúng ta có thể dùng được cái skill luôn, hoặc là kéo nitro luôn. Rất là mạnh. Rất là toàn diện. T1 nó cái skill nó mạnh ở map B là vì nó có thể cộng dồn nha các bạn. T1 nó tích boost và giải phóng boost, nhưng mà nó có skill là khi các bạn giải phóng trên 4 boost đó là các bạn được cộng 7 km. Và cái skill này các bạn có thể cộng dồn được 2 lần là các bạn có thể cái riêng cái skill này là được 14 km rồi. Và thêm mấy cái boost kia giải phóng nữa. Thật sự khi con T1 này nó skill nó kích hoạt, nó có thể gọi là trong trận đấu các bạn có thể liên tục được boost mười mấy, gần 20 km luôn. Một lượng tốc độ mà quá khiếp đi. Này các bạn nhìn tốc độ nè. Kéo ISO nè. Kinh không? Chạy toàn 3 trên 330 là bình thường. Ok, clip mình đến đây thôi nha. Bạn xem clip thứ hai đừng quên nhấn like và đăng ký kênh cho mấy bạn. Jinsebit Mobile, tốc độ bộc lộ kỹ năng.